Nè, có gì mà nhẹ vậy? Phúc ơi, mở cửa ra. Giờ này ai mà đập cửa ầm ầm? Không ra kìa. Có chuyện gì mà mấy người đến nhà tôi rồi la lối ầm ĩ âm sờm vậy chứ hả? Đây nè, đây là một bé Xuân. Anh có biết là nó quen xong rồi bây giờ nó làm cho con nhỏ có bầu, rồi nó trốn tránh trách nhiệm, nó trốn biệt luôn rồi. Nói cho ông biết nghe chưa? Bữa nay á mà không lôi cho thằng Phúc ra đây hả, tôi dỡ nhà của ông ra để tìm nó. Dỡ không được, tôi cũng phải tìm cách để mà tôi dỡ. Tôi cũng nói thật lòng là thằng Phúc nó không có ở nhà. Bây giờ vậy, tôi muốn mời tất cả mọi người vô trong nhà đi, mình nói chuyện. Mời anh. Thật tình mà nói, thằng Phúc mặc dù nó là con tôi, nhưng hiện tại bây giờ nó ở đâu thì tôi không biết. Vô lý. Ông là cha của nó mà ông nói là ông không biết nó đi đâu à? Trời ơi trời, đúng rồi. Bây giờ đi trốn chứ đi đâu? Ngồi xuống. Nhà tôi mà. Ngày xưa chính ông là cái người đã hại tôi, bây giờ con trai của ông lại tiếp tục hại đời con gái của tôi. Trời, bữa nay tôi đến đây sống chết với ông để đòi lại công bằng cho cha con của tôi. Nghe rõ chưa? Vậy là con Xuân nó là con gái của ông mà. Cha con của ông á, nợ của tôi nhiều lắm, biết chưa? Mà sao ông biết được ổng vậy? Rồi hồi nãy nói cái gì mà hại nhau là sao? Chính cái ông này nè, đã lấy hết tài sản tiền bạc của tôi lúc mà tôi đi xuất khẩu lao động trốn đi nước ngoài đó. Lúc đó ông chạy, ông bỏ tôi đuổi theo thì bị tai nạn, nên đầu óc của tôi bây giờ bị tàn tạ, mất trí nhớ là do ổng đó. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn dương, khóa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng.